Sau một cái khoảng thời gian rất là dài, khi mà chúng ta phải mong mỏi chờ đợi những cái trận đấu vô cùng hấp dẫn được diễn ra trong đấu trường Top League, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến rất nhiều những cái cặp đấu sẽ được khởi tranh. Tại cái đấu trường ngoài hạng Anh thì chúng ta có thể thấy được ở cái ngày 25 vào cái khung giờ vàng thì sẽ có 6 cái cặp đấu được khởi tranh anh em nhé. Vào lúc 19:30 phút thì Manchester City sẽ có cuộc tiếp đón Liverpool ngay tại sân nhà của mình. Trong cái khung giờ là 22 giờ thì chúng ta sẽ được chứng kiến 5 cái cặp đấu. Đó là cặp đấu giữa Burnley với West Ham, Luton Town với Crystal Palace, Newcastle với cả Chelsea, Nottingham Forest với cả Brighton. Cùng với đó là trận đấu giữa Sheffield United với cả Bournemouth. Kết thúc cái ngày 25 tháng 11 thì bước sang rạng sáng ngày 26 tháng 11 vào lúc 00:30 phút thì chúng ta sẽ tiếp tục được chứng kiến một cái trận đấu vô cùng hấp dẫn khác. Đó là cái trận đấu giữa Brentford với cả Arsenal. Với 7 cặp đấu được diễn ra như thế này, chắc chắn là Tôn sẽ không thể nào mà lên video nhận định cũng như là soi kèo cho anh em được. Thế nhưng đội ngũ ekip kèo bóng Tôn Tử của chúng tôi có rất nhiều những thành viên làm về bộ môn thể thao bóng đá này. Vì vậy anh em nào mà muốn đầu tư vào bất cứ những cái trận đấu nào thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với Tôn qua cái địa chỉ Zalo mà Tôn cũng đã in trên cái màn hình kênh chính. Đó là số điện thoại 0832406091 hoặc Telegram @kèo bóng Tôn Tử để anh em sẽ nhận về những cái tham vấn tốt nhất trước khi những cái trận đấu được diễn ra. Khi mà chúng tôi cập nhật được những cái thông tin chất lượng về những cái đội bóng này, cũng như là khi chúng tôi có được những cái đội hình ra sân chính thức của tất cả những cái cặp đấu, thì lúc đó Tôn sẽ chất lọc ra những cái mã kèo chơi chất lượng nhất, có tỷ lệ phần trăm thắng cao nhất để dành tặng cho toàn thể anh em. Hơn nữa thì khi các bạn kết nối với Tôn thì các bạn cũng đừng nghĩ gì đến cái chuyện là thu phí xin lọc hay là mua bán kèo anh em nhé. Anh em tìm đến Tôn chỉ cần anh em dành cho Tôn những cái sự tôn trọng bằng những cái lượt like cũng như là những cái lượt chia sẻ cái video này lên các cái hội nhóm cũng như là những cái trang mạng xã hội. Như vậy là coi như anh em chúng ta cũng đã giúp ích lẫn nhau rồi anh em nhé. Và ở tại cái video này thì Tôn sẽ cùng đến với anh em trong cái cặp đấu vô cùng là hấp dẫn. Một cái cặp đấu phải nói là siêu kinh điển của giải Ngoại hạng Anh cũng như là cái đấu trường Top League, khi mà hai ông lớn sẽ có cuộc chạm trán với nhau. Manchester City sẽ có cuộc tiếp đón Liverpool ngay tại sân vận động Etihad của mình. Trận đấu này thì sẽ được khởi tranh vào lúc 19:30 phút tối mai ngày 25 tháng 11. Ở thời điểm hiện tại, theo như cập nhật của chúng tôi thì nhà cái họ đang để cái mức kèo chấp dành cho Manchester City ở cái mức kèo là 3/4 cả trận. Cùng với đó, mã kèo tài xỉu ở trận đấu này thì nó đang dao động ở cái mức là 3 hòa, cùng với đó là cái mức là 3/1/4. Và liệu rằng ở trong cái trận đấu kỳ phùng địch thủ như thế này, Pep Guardiola có đánh bại được Jurgen Klopp để mang về được một chiến thắng trọn vẹn ngay tại sân nhà của mình hay không? Thì ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về cái công tác chuẩn bị của hai đội bóng cũng như là cái phong độ của hai đội bóng trong cái khoảng thời gian gần đây trước khi đến với cái phần chốt kèo nhà cái anh em nhé. Và anh em lưu ý cho Tôn là ở cái trận cầu này, một cái điểm nhấn rất là rõ ràng khi mà Manchester City đang bị sờ gáy anh em ạ. Manchester City ở thời điểm hiện tại thì cùng với Chelsea và Everton, Everton thì cũng đã bị sờ gáy rồi. Và qua cái cuộc điều tra của Liên đoàn bóng đá Anh thì Everton họ cũng đã bị trừ mất 10 điểm vì sai phạm vào cái tài chính. Còn Manchester City và Chelsea nữa, nếu như Manchester City cùng với Chelsea không bị đưa ra ánh sáng thì chắc chắn là Everton họ sẽ khởi kiện hai đội bóng này cũng như là khởi kiện về cái Liên đoàn bóng đá Anh anh em nhé. Rồi, đó là những thông tin trước trận để anh em chúng ta hướng đến những cái mã kèo chất lượng. Còn trước khi đến với tâm điểm của video này thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một số những cái thông tin đáng chú ý mà ngày hôm qua Tôn cũng đã lên video nhận định và tham vấn kèo chơi cho anh em xem kết quả nó như thế nào anh em nhé. Ngày hôm qua là cái ngày nghỉ của Tôn thì cái trận đấu giữa U17 Tây Ban Nha với U17 Đức và U17 Brazil với U17 Argentina, Tôn cũng đã lên nhận định và tham vấn kèo chơi cho anh em. Tại cái video này thì Tôn cũng đã tham vấn cho anh em với hai cái mã kèo ở trận cầu giữa Tây Ban Nha với cả Đức.
Tôn cũng đã cho anh em đi vào cái mã kèo đó là Đức được chấp 1 phần 4 bóng cả trận với điểm ăn là 1.82. Cùng với đó là xỉu trận 2.5 với điểm ăn khá là cao, nhân gấp 2.05 lần điểm cược anh em nhé. Và ở cái trận đấu này thì rất là rực rỡ cho anh em nào mà đã theo dõi hết cái video của Tôn, khi mà Tôn cũng đã nhận định ở cái trận đấu này Đức sẽ thắng với tỷ số là 1-0. Vì vậy anh em nào mà đã theo dõi kênh của Tôn, anh em đi cái vị tỷ số 1-0 thì cũng đã quá là rực rỡ cho toàn thể anh em rồi. Còn ở trận cầu giữa Brazil với Argentina thì sao? Ở cái trận cầu này thì Tôn cũng chỉ tham vấn cho anh em duy nhất một cái mã kèo mà thôi, đó là anh em đầu tư vào mã kèo tài trận 2.5. Kết thúc trận đấu này thì Brazil họ cũng đã để thua Argentina với tỷ số là 0-3. Vì vậy anh em cũng đã ăn rất là trọn vẹn với cái mã kèo đó là tài trận 2.5 anh em nhé. Còn trận cầu giữa Tây Ban Nha với Đức thì anh em cũng biết rồi, kết thúc với tỷ số là 1-0 dành cho Đức. Thì ở cái video này anh em cũng đã quá tưng bừng và rực rỡ với những cái mã kèo mà Tôn cũng đã lên cho anh em rồi. Còn ở trong nhóm thì sao? Trong nhóm của Tôn thì cũng vô cùng là rực rỡ anh em ạ. Đây anh em có thể thấy trên đây là những cái mã kèo mà Tôn cũng đã đồng hành với anh em trực tiếp trong trận đấu. Đây là cái kèo trước trận mà Tôn cũng đã đồng hành cùng với toàn thể anh em. Ở trận cầu giữa U17 Tây Ban Nha với U17 Đức thì Tôn cũng đã tham vấn cho anh em với cái mã kèo đó là xỉu 1/1/4 cho hiệp 1 và xỉu trận 2/3/4. Tỷ số chung cuộc của trận đấu này là 1-0 dành cho Đức thì anh em cũng đã quá là rực rỡ rồi. Còn những cái mã kèo nhồi thì sao? Những cái mã kèo nhồi thì cũng vô cùng là chất lượng cho toàn thể anh em nhé. Và cái trận đấu này khi mà diễn ra được 13 phút thì Tôn cũng đã cho anh em vào ba cái vị tỷ số. Đó là cái vị tỷ số 0-0 cho hiệp 1, vị tỷ số 1-1 và 1-0 dành cho Đức ở cái hiệp 2. Anh em có thấy không? Không một cái đội ngũ ekip soi kèo nào cũng như là một cái kênh nhận định soi kèo nào mà lại đưa ra cho anh em hai cái vị tỷ số chính xác như vậy. Hiệp 1 của trận đấu này thì hai đội bóng họ cũng đã kết thúc với tỷ số là 0 đều. Qua đó thì anh em cũng đã ăn được cái vị tỷ số 0 đều anh em nhé. Kết thúc trận đấu này thì Đức cũng đã giành tỷ số là 1-0. Qua đó thì anh em cũng đã ăn rất là tưng bừng với vị tỷ số là 1-0 dành cho Đức, nhân gấp 7.2 lần điểm cược. Anh em thấy không? Khi anh em tìm đến Tôn thì anh em sẽ có những cái mã kèo vô cùng là chất lượng, nhất là kèo tỷ số. Thì Tôn luôn tâm huyết và đưa ra những cái chỉ số rất là cao để cho anh em có thể đầu tư mạnh dạn vào những cái mã kèo lẻ anh em nhé. Trong khi đó thì trên đây là cái mã kèo nhồi trong cái hiệp 2 ở trận đấu giữa U17 Tây Ban Nha với U17 Đức. Khi mà hiệp 2 bắt đầu thì Tôn cũng tiếp tục nhồi cho anh em vào cái mã kèo đó là đội tuyển Đức được chấp 1/4 bóng cả trận với điểm ăn là 1.94. Kết quả như thế nào thì anh em cũng biết rồi. Với cái trận cầu này thì anh em cũng đã quá là rực rỡ rồi, không còn gì phải bàn tán nữa anh em nhé. Còn cái trận cầu tiếp theo là cái trận cầu giữa U17 Brazil với U17 Argentina. Thì anh em cũng đã biết rồi, ở trong nhóm của Tôn thì Tôn cũng đã nhồi cho anh em những cái mã kèo tài, từ cái mã kèo tài 1.5, 1.75, 2 hòa, 2.25 và 2.5. Kết quả chung cuộc thì U17 Argentina họ cũng đã giành chiến thắng là 3-0. Qua đó thì cũng đã mang đến cho anh em những cái niềm vui rất là phấn khởi khi anh em cũng đã có được những cái chiến thắng rất là vẻ vang anh em nhé. Đấy anh em thấy, trên đây là những cái trao đổi của Tôn. Tôn sẽ kéo lên cái phần là gọi là trao đổi trước trận với anh em để cho anh em có được những cái mã kèo big bet. Tôi đố một cái nhóm nào có thể đưa ra những cái thông tin chi tiết như mà Tôn cũng đã đưa cho anh em nhé. Đây anh em thấy, trước trận đấu 30 phút đến 1 tiếng, Tôn cũng đã đưa ra cho anh em cái đội hình ra sân của hai đội bóng và cũng đưa ra những cái trao đổi rất là thiết thực cho anh em. Đây anh em có thể đọc những cái dòng mà Tôn cũng đã trao đổi với anh em. Đây anh em thấy không? Đấy, Đức nó đá trung thành với sơ đồ là 4-2-3-1 từ đầu mùa giải đến giờ. Tây Ban Nha thì cũng vậy, hai đội họ cũng chơi chiến thuật giống nhau. Còn ở cái năm 2023 này, hai đội họ cũng đã từng chạm trán với nhau. Và hơn nữa, U17 Đức và U17 Tây Ban Nha họ cũng đã quá hiểu nhau rồi. Vì thế Tôn cũng đã đưa ra một cái nhận định là hai đội bóng họ sẽ có những cái thế trận chặt chẽ. Và nhất là đội bóng Đức thì họ luôn giữ vững được cái lập trường. Họ luôn lạnh nhạt với tất cả những cái đường lên bóng của đội tuyển Tây Ban Nha. Và Tây Ban Nha sau khi có những cái màn áp đảo so với cả U17 Đức, họ không ghi được bàn thì lại bị Đức họ đâm bàn trước. Và Đức họ cũng đã thủ rất là kỹ, họ cũng đã bảo toàn được cái tỷ số chung cuộc của trận đấu này. Qua đó thì họ cũng đã tiến đến được cái vòng gọi là bán kết tới đây anh em nhé. Rồi một chút chia sẻ để cho anh em hiểu được
là đội ngũ ekip kèo bóng tôn tử của chúng tôi làm việc có trách nhiệm như thế nào, chúng tôi làm việc uy tín như thế nào. Hơn nữa thì tôi xin hứa với anh em là tôi chưa biết nhận bất cứ một cái đồng lộc phí nào của anh em nào anh em nhé. Dù có rất nhiều anh em cũng đã bảo là Tôn ơi, em gửi cho anh cái số tài khoản đi, anh chia sẻ một chút lộc lá cho em. Thế nhưng Tôn cũng đã từ chối thẳng thừng, tại vì Tôn cũng là một người chơi. Anh em có được bát cơm thì chắc chắn Tôn sẽ có được bát cháo anh em ạ. Vì vậy khi anh em vào nhóm cùng với Tôn thì anh em sẽ cùng trên một chiếc thuyền, chúng ta sẽ cùng dìu nhau đi vào bờ và chúng ta sẽ cùng lượm lúa từ nhà cái anh em nhé. Và như anh em có thể thấy trên đây là những cái tin nhắn của những bạn cũng đã tìm đến Tôn. Ngày hôm nay thì có vô cùng rất nhiều bạn tìm đến Tôn, không những ở trong Telegram và trong Zalo cũng có. Nếu Tôn đếm trên đầu ngón tay thì chắc khả năng phải trên 15 người tìm đến Tôn trong cái buổi chiều ngày hôm nay, chứ không phải là trong ngày hôm nay anh em nhé. Trong cái buổi chiều ngày hôm nay thì rất nhiều bạn tìm đến Tôn và Tôn cũng đã chia sẻ kèo cho toàn thể anh em. Với những cái mã kèo mà Tôn cũng đã cho anh em chơi giống như trong nhóm thì cũng đã mang lại cho rất nhiều những anh em ngày hôm nay tìm đến Tôn với cái nguồn lợi ích rất là lớn rồi. Và với những cái gì mà Tôn cũng đã giúp đỡ được cho anh em thì tại cái video này Tôn mong rằng toàn thể các bạn cũng đừng tiếc gì và không dành tặng cho Tôn những cái lượt like cũng như là những cái lượt chia sẻ kênh của Tôn lên những cái trang mạng như kiểu là Facebook hoặc là những cái hội nhóm nào khác, để cho rất nhiều những anh em có thể biết đến một cái kênh soi kèo nhận định uy tín ở thời điểm hiện nay mà không lấy của anh em bất cứ một cái đồng lộc phí nào anh em nhé. Chỉ cần anh em dành cho Tôn cái sự tôn trọng bằng những cái lượt like cũng như là lượt đăng ký kênh, và anh em nhớ là bật chuông thông báo lên để nhận được những cái video sớm nhất sau khi chúng tôi phát hành, là chúng ta cũng đã giúp đỡ tương trợ lẫn nhau rồi anh em nhé. Rồi, quay trở lại với chủ đề chính của video này thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái mã kèo nhà cái ở thời điểm hiện tại. Nhìn lên cái bảng kèo nhà cái ở thời điểm hiện tại thì anh em có thể thấy được rằng là giới chuyên môn họ đang đánh giá cao cho một chiến thắng dành cho Manchester City khi được thi đấu ngay tại sân nhà của mình. Điều này thì cũng được thể hiện rất chi là rõ ràng khi mà tỷ lệ kèo nhà cái dành cho Manchester là cái mức chấp lên đến là 3/4 cả trận. Mức chấp hiệp 1 thì nhà cái đang để cái mức chấp là 1/4. Tài xỉu trận đấu này thì nhà cái đang để cái mức là 3/1/4 với điểm ăn của cửa tài khá là cao anh em nhé. Điểm ăn cửa tài thì đang bỏ 0.92 ăn đủ, còn điểm ăn của cửa xỉu đang là ăn có 0.83 mà thôi. Và cái mã kèo tài xỉu ở thời điểm hiện tại thì nó cũng đang được giao dịch sẽ đẩy về cái mức là 3 hòa. Khi mà cái điểm ăn của cái cửa tài là 3 hòa đang là ăn 0.82. Liệu rằng Manchester City có đánh bại được Liverpool hay không? Vì lúc này thầy trò nhà Pep đang bị điều tra về nguồn kinh tế trong cái kỳ chuyển nhượng ở cái mùa hè vừa qua cũng như là những cái kỳ chuyển nhượng trước đây. Trong khi đó Liverpool là một cái đội bóng đang chơi khá là thăng hoa ở cái đấu trường năm nay. Nói thật với anh em, Liverpool là một cái đội bóng mà Tôn đang cảm thấy yêu thích nhất ở Ngoại hạng Anh tại cái thời điểm này. Vì chúng ta đã từng được chứng kiến Liverpool họ thi đấu, tất cả những cái trận đấu của Liverpool thì họ chơi lúc nào cũng rất là cháy anh em nhé. Họ chơi quên sầu luôn, không như là câu lạc bộ Manchester City, một đội bóng mà lúc nào cũng dìm chết kèo chấp cho anh em. Nếu như anh em nào mà đã theo dõi Manchester City cũng như là đầu tư vào Manchester City ở cái đấu trường Ngoại hạng Anh của cái mùa giải 2023-2024 này thì chắc chắn rất nhiều anh em cũng đã gãy kèo cũng như là thua rất nhiều tiền về cái mức kèo cược dành cho Manchester City. Một cái lối đá của Pep đưa ra cho các học trò của mình vô cùng là khó chịu. Anh em đã từng chứng kiến Manchester City, họ cũng đã từng đánh bại tất cả những cái đối thủ không được xứng tầm mới cái tỷ số cách biệt lên đến là 2-0, thậm chí là 3-0 trong vòng 20 phút hoặc là trong hiệp 1. Thế nhưng không, họ lại dừng, họ lại không ghi bàn tiếp và họ lại nhường thế trận cho đội bạn. Và cái tỷ số đó cũng bảo toàn cho đến hết trận anh em nhé. Chính vì như vậy nên là Manchester City chưa bao giờ được đặt vào cái tầm nhìn của Tôn anh em ạ. Manchester City là một cái đội bóng mà Tôn đánh giá là bịp bợm nhất ở Ngoại hạng Anh trong cái thời điểm này, cũng như là trong tất cả những cái mùa giải mà Pep cầm quân. Còn Liverpool thì sao? Liverpool là một cái đội bóng đã mang đến cho anh em rất nhiều những cái niềm vui chiến thắng và cái niềm hạnh phúc khi đặt niềm tin vào Liverpool với những cái mã kèo Harry Cup. Còn với cái mã kèo tài xỉu thì anh em nào theo Liverpool thì cũng đã quá là rực rỡ rồi.
Và những anh em nào mà đã từng theo dõi những cái trận đấu mà Tôn làm về Liverpool thì anh em gần như là cũng đã toàn thắng cùng với Tôn. Không những toàn thắng về cái mặt kèo Handicap là cái mã kèo châu Á, mà anh em còn ăn được rất nhiều những cái trận đấu với cái vị tỷ số 3-1 dành cho Liverpool này anh em nhé. Rồi, với những cái góc nhận định của Tôn thì ở cái video này Tôn sẽ đến với cái phần chốt kèo luôn cho anh em. Và anh em cũng không cần phải nhìn vào cái thành tích của hai đội bóng trong khoảng thời gian gần đây để làm gì. Vì chỉ cần anh em biết được một cái thông tin, đó là Manchester City lúc này đang rất là lao lúng. Không những thầy trò nhà Pep mà cả câu lạc bộ này từ trên xuống dưới họ cũng đang đau đầu về cái chuyện là Liên đoàn bóng đá Anh họ đang điều tra về cái sai phạm của Manchester City trong những cái kỳ chuyển nhượng vừa rồi. Chắc chắn là Manchester City sẽ bị sờ gáy, nếu không thì Everton họ sẽ khởi kiện Liên đoàn bóng đá Anh. Vì vậy ở cái trận đấu này thì Tôn hoàn toàn đặt niềm tin vào cái kèo cược chấp dành cho Liverpool này anh em nhé. Chính vì vậy với cái mã kèo chấp ở thời điểm hiện tại, Tôn sẽ hướng cho anh em chúng ta lên đầu tư vào hai cái cửa kèo chấp. Đó là anh em lên chọn, đó là Liverpool được chấp 1/4 bóng cho hiệp 1 với điểm ăn đang là ăn đủ luôn anh em nhé. Anh em lưu ý là ăn rất cao. Còn với cái mã kèo chấp cả trận thì anh em cũng lên tự tin đầu tư vào Liverpool với cái mã kèo, đó là Liverpool được chấp 3/4 bóng cho cả trận sẽ là cái mã kèo sáng nhất để anh em chúng ta đầu tư vào cái trận đấu này. Còn với cái mã kèo tài xỉu thì sao? Như chúng ta cũng đã biết rồi, Liverpool là một cái đội bóng họ chơi thiên về cái sơ đồ là 4-3-3. Jurgen Klopp chưa bao giờ vận hành một cái sơ đồ khác cho các học trò của mình ngoài cái sơ đồ 4-3-3. Liverpool là một cái đội bóng họ chỉ biết công chứ gần như là không biết thủ. Trong khi đó Manchester City thì chúng ta cũng không lạ gì cái việc mà Pep Guardiola ông đã dẫn dắt Manchester City có được cái thành công ở cái mùa giải năm trước khi mà cũng đã giành được UEFA. Và ở cái mùa giải 2022-2023, Manchester City là một cái đội bóng đứng đầu thế giới. Họ cũng đã đánh bại tất cả những cái đối thủ tại những cái đấu trường khác nhau. Vì vậy, ở trận đấu tới đây chúng tôi cũng đang hướng đến là một màn đôi công rực rỡ dành cho cả hai đội bóng anh em nhé. Vì vậy với cái mã kèo tài xỉu ở trận đấu này, Tôn sẽ hướng cho anh em đến cái mã kèo, đó là anh em lên đầu tư vào mã kèo tài 3 hòa với điểm ăn đang là 0.82, cũng là cái mã kèo đầu tư hiệu quả để anh em chúng ta mang về chiến thắng cho mình. Rồi cái trận cầu giữa Manchester City với cả Liverpool thì Tôn cũng đã tham vấn cho anh em với ba cái mã kèo chính, đó là Liverpool được chấp bóng hiệp 1 cũng như là được chấp bóng cả trận. Cùng với đó là cái mã kèo tài trận 3 hòa. Tôn tin là với ba cái mã kèo này thì anh em chúng ta sẽ cùng đầu tư và mang về nguồn lợi nhuận cho mình anh em nhé. Và ở cái trận đấu này thì Tôn tiếp tục đến với anh em với cái mã kèo phụ, đó là cái mã kèo góc. Nhìn vào cái bảng kèo cược ở thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy được là giới chuyên môn họ cũng đang đánh giá cao cho một thế trận áp đảo dành cho Manchester City ngay tại sân vận động Etihad của mình. Điều này thì cũng được thể hiện rất chi là rõ ràng khi cái mức kèo chấp góc dành cho Manchester City đang là mức chấp 2. Tuy nhiên thì chúng tôi đang đánh giá cao cho một thế trận là không nghiêng về đội bóng nào ở cái trận đấu này anh em nhé. Anh em nào mà đã theo dõi Liverpool thì chúng ta cũng biết rồi, Liverpool là một cái đội bóng họ chơi đa dạng. Họ có thể chơi đánh sâu vào trung lộ cũng như là họ sẽ chuyển đánh hai biên khi mà những cái phương án của họ không được thuận lợi. Những cái trận đấu của Liverpool thì gần như là thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp họ toàn áp đảo góc dành cho tất cả những đối thủ. Vì vậy ở trận đấu tới đây chúng tôi sẽ hướng đến một trận đấu mà Liverpool họ sẽ đè góc dành cho Manchester City cũng như là đè bàn thắng dành cho Manchester City anh em nhé. Vì vậy với cái mã kèo góc ở thời điểm hiện tại thì Tôn sẽ hướng cho anh em đến cái mã kèo, đó là anh em lên đầu tư vào mã kèo Liverpool được chấp 2 góc cả trận, cùng với đó là cái mã kèo tài góc 9.5 với điểm ăn đang là bỏ 0.95 ăn đủ anh em nhé. Là hai cái mã kèo sáng nhất để anh em chúng ta đầu tư và mang về nguồn lợi nhuận cho mình. Và ở cái trận cầu này thì Tôn tiếp tục đến với anh em với cái mã kèo độc đắc, đó là cái mã kèo tỷ số. Ở trận cầu này thì Tôn đang nghiêng về một thế trận áp đảo dành cho Liverpool. Và cái tỷ số chung cuộc ở trận đấu này Tôn sẽ hướng đến cho anh em, đó là cái vị tỷ số là 1-2 dành cho Liverpool, 2 đều dành cho cả hai đội bóng, hoặc là một cái vị tỷ số khác, một cái vị tỷ số ăn rất là cao, đó là vị tỷ số là
3-2 dành cho Liverpool. Cái vị tỷ số này thì đang nhân gấp 25 lần điểm cược anh em nhé. Rồi, như vậy là trận cầu giữa Liverpool với cả Manchester City thì Tôn cũng đã lên tham vấn kèo chơi xong cho anh em. Với những cái mã kèo ở thời điểm hiện tại thì anh em nào mà cảm thấy góc nhận định của chúng tôi hợp ý và trùng máu với anh em thì anh em có thể theo kèo ngay từ lúc này. Còn anh em nào mà xác định chơi big bet, anh em xác định chơi to chơi lớn thì Tôn khuyên anh em là chúng ta nên chờ có được đội hình ra sân chính thức của hai đội bóng rồi. Khi mà chúng ta có được đội hình ra sân của hai đội bóng và khi chúng ta đã biết được cầu thủ nào có mặt trên sân, trận đấu này hai vị huấn luyện viên họ sẽ chơi với tâm thế như thế nào thì lúc đó chúng ta mới lựa chọn những cái mã kèo chơi big bet cho mình anh em nhé. Còn với những cái mã kèo ở thời điểm hiện tại thì anh em cũng chỉ lên chơi vui vẻ văn nghệ mà thôi, anh em lên chơi cà phê thôi, chứ Tôn cũng không khuyên anh em là đánh lớn. Và Tôn cũng không bao giờ nói với anh em là những cái mã kèo mà Tôn đã từng lên cho anh em là những cái mã kèo mà Tôn sẽ chốt mạnh cho anh em như những cái kênh khác. Tất cả những cái kênh nào mà họ nói là chốt kèo mạnh tay cho anh em ở cái thời điểm mà họ làm video thì toàn là những cái bọn là khoác lác anh em nhé. Anh em đừng tin vào lời của chúng nó. Tại vì tôi chỉ hỏi anh em là trong tay của họ chưa có một cái gì. Nhìn vào cái phong độ của hai đội bóng ở thời điểm hiện tại cũng như là nhìn vào cái thành tích đối đầu của hai đội bóng mà đã dám đưa ra những cái mã kèo mạnh cho anh em thì tôi thấy rất là buồn cười. Một lần nữa thì Tôn khuyên anh em là anh em đừng lên tin tưởng vào những cái bọn nào mà chưa gì nó đã chốt kèo cho anh em khi mà chưa có được đội hình ra sân. Cùng với đó thì Tôn khuyên anh em là đừng lên dại gì mà đi đưa tiền cho cái bọn mua bán kèo anh em nhé. Thực ra cái bọn chúng nó chả biết cái cua khỉ gì đâu anh em ạ. Chúng nó thì cũng như anh em mà thôi, lên đọc mấy cái tờ báo, xong là xem cái thông số đối đầu của hai đội bóng, rồi đưa ra cái kết luận là chốt cho anh em với những cái mã kèo mạnh. Những cái kẻ mà làm ăn bất lương, mất nhân tính như vậy thì Tôn rất là ghét anh em nhé. Chính vì vậy ở cái video này một lần nữa Tôn khuyên anh em là anh em hãy tránh xa cái bọn đó ra. Còn anh em mà muốn có được những cái mã kèo chơi chất lượng nhất trong trận đấu này thì các bạn cũng lên liên kết cho Tôn vào cái địa chỉ Zalo, đó là số điện thoại 0832406091 hoặc Telegram @kèobongtonTử để anh em sẽ nhận được những cái tham vấn tốt nhất trước khi trận đấu này được diễn ra. Trước khi trận đấu này được diễn ra trong vòng 30 phút đến 1 tiếng khi mà chúng tôi có được cái đội hình ra sân chính thức của hai đội bóng rồi, cũng như là khi chúng tôi cập nhật được những cái thông số tốt nhất về những cầu thủ trên sân thì lúc đó chúng tôi sẽ chắt lọc ra những cái mã kèo uy tín có tỷ lệ phần trăm chiến thắng từ 80 trở lên dành cho anh em đầu tư. Và chúng tôi sẽ đưa ra những cái lý luận cũng như là những cái triết lý về bóng đá làm sao cho nó xác thực nhất khi hai đội bóng gặp nhau. Và anh em phải hình dung là khi trước trận chúng tôi đưa ra những cái thông tin chi tiết về cái cặp đấu này và những cái diễn biến trên sân nó sẽ rất là sát sao với những cái mã kèo mà Tôn sẽ đưa lên cho anh em nhé. Rồi, như vậy là chúng ta khép lại cái video trận đấu giữa Manchester City với Liverpool này ở đây. Còn Tôn sẽ lối tiếp ở cái video này với anh em ở cái trận cầu, đó là trận cầu giữa Newcastle với cả Chelsea anh em ạ. Ở cái trận cầu này thì Tôn cũng không đưa lên cho anh em cái đội hình dự kiến của hai đội bóng cũng như là cái thành tích đối đầu của hai đội bóng và cái phong độ của hai đội bóng trong khoảng thời gian gần đây. Anh em chỉ cần biết được rằng là ở thời điểm hiện tại Chelsea cùng với cả Manchester City đang rất đau đầu về cái vụ mà Liên đoàn bóng đá Anh họ sẽ điều tra về cái tài chính của hai đội bóng này trong những cái lần chuyển nhượng cầu thủ ở cái mùa hè vừa qua cũng như là mùa đông vừa rồi. Vì vậy ở trận đấu này chắc chắn là Chelsea tâm lý của họ sẽ không được ổn định. Cùng với đó thì sau những cái màn thể hiện của Chelsea từ đầu mùa giải đến giờ, chúng ta có thể thấy được là Chelsea không hoàn toàn là một cái địa chỉ tin tưởng để cho chúng ta hướng về họ anh em nhé. Trong khi đó Newcastle là một cái đội bóng họ chơi tại sân nhà của mình cực kỳ hay anh em ạ. Nói thật với anh em, tại đấu trường ngoại hạng Anh mình chỉ đặt niềm tin vào Newcastle cùng với đó Aston Villa và Liverpool mà thôi. Còn Chelsea hay là Arsenal hoặc là Manchester City thì Tôn chưa bao giờ hài lòng về những cái đội bóng này khi mà họ tham đấu. Chính vì vậy khi mà được chơi ngay tại sân nhà của mình thì Newcastle sẽ là một cái địa chỉ uy tín khi mà anh em đầu tư vào cái mã kèo bằng bóng dành cho Newcastle ở trận đấu này anh em nhé. Ở cái trận đấu này thì Tôn sẽ tham vấn cho anh em với hai cái mã kèo chính. Đó là anh em nên đầu tư vào Newcastle bằng bóng cả trận. Cùng với đó là anh em đầu tư vào Newcastle bằng bóng cho hiệp 1 với điểm ăn đang khá là cao anh em nhé. Còn với cái mã kèo góc thẻ ở trận đấu này thì Tôn tiếp tục
tham vấn cho anh em, đó là anh em lên chọn cái kèo tài góc hiệp 1 năm hòa đang điểm ăn rất là cao, bỏ 0.99 ăn đủ anh em nhé. Cùng với đó là anh em nên đầu tư cho Tôn ở cái mã kèo, đó là Newcastle chấp 1/2 góc cho cả trận, sẽ là những cái mã kèo tối ưu nhất để anh em chúng ta đầu tư và mang về lợi nhuận cho mình. Rồi, cái video này thì Tôn cũng đã chia sẻ khá là nhiều về cái chuyện ngoài luồng, để cho anh em rút được ra cái bài học kinh nghiệm, anh em rút được ra cái bài học xương máu. Và nếu như anh em nào mà không tin Tôn thì anh em có thể vào video của Tôn, anh em xem lại cái video mà Tôn cũng đã đăng, đó là góc cảnh giác về những cái kẻ lừa đảo trên mạng xã hội ở thời điểm hiện tại, để anh em biết được là những người bạn tìm đến Tôn đã bị những cái thằng nó mua bán kèo, nó lừa đảo một cách trắng trợn như thế nào anh em ạ. Có những người mà mất rất nhiều tiền vào cho cái bọn mua bán kèo ở trên mạng, tiện đây thì Tôn không nói ra, nhưng mà anh em cũng thừa hiểu được là những cái thằng nào nó hay lổ nhất ở trên YouTube đấy, nó mua bán kèo, nó trao đổi với anh em. Chỉ có những thằng ngu thì mới lao đầu vào mua kèo của chúng nó anh em ạ. Anh em mua kèo của chúng nó, anh em có biết là được hay không không? Đấy, trong khi đó thì trước mỗi một trận đấu nó đều bảo anh em phải đóng phí trước 2 triệu hoặc là 5 triệu. Tôi chẳng hiểu là sao anh em lại dại đến mức như thế không biết. Nếu như nó là người làm việc có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp thì sau khi trận đấu kết thúc, nếu như trận đấu đó của nó thắng thì nó mới được phép thu tiền. Còn đây chưa gì nó đã thu tiền trước. Thế tôi hỏi anh em, nếu như anh em thua thì anh em biết tìm ai mà đòi? Đấy, 2 triệu không phải là một cái vấn đề lớn cho một trận đấu, nhưng mà anh em tin chúng nó, anh em đầu tư vào những cái mã kèo lên đến là 50 triệu hoặc là 100 triệu đúng không? Anh em thua, anh em cay cú, anh em tìm đến nó để đòi lại những gì mình đã mất. Nhưng mà không anh em ạ, nó sẽ chặn tin nhắn của anh em. Và nó sẽ nhắn cho anh em một cái từ như thế này này: chúng mày ngu thì chết. Đó, rất nhiều những anh em đã tìm đến Tôn và cũng đã chia sẻ như vậy rồi. Vì vậy một lần nữa Tôn khuyên anh em là anh em nên cảnh giác với những cái góc lừa đảo tinh vi của cái bọn mua bán kèo trên mạng anh em nhé. Một cái bọn làm việc trái với đạo đức lương tâm nghề nghiệp, một cái bọn làm ăn thất đức, thì chắc chắn là chúng nó sẽ nhận về một cái kết quả không tốt cho tương lai sau này của chúng nó anh em ạ. Rồi, Tôn cũng đã chia sẻ để cho anh em hiểu được. Và Tôn mong rằng anh em chúng ta sẽ hiểu nhau trong cái cuộc trò chuyện này, để anh em chúng ta tìm đến nhau bằng một cái gọi là lòng thương mến nhau anh em ạ. Còn anh em tìm đến Tôn, Tôn giúp được anh em thì Tôn sẽ giúp. Còn nếu như Tôn mà không giúp được thì Tôn nói thẳng luôn là Tôn không giúp được. Tại vì nếu như anh em muốn có những cái kèo chơi sớm trước trận đến một vài tiếng đồng hồ khi mà chúng tôi chưa có được cái đội hình ra sân thì Tôn cũng xin chịu với anh em nhé. Tôn không thể nào giúp được anh em. Còn anh em nào mà xác định là ăn thua với nhà cái, anh em chơi mạnh thì anh em tìm đến Tôn trước trận đấu 30 phút đến 1 tiếng khi có được đội hình ra sân của hai đội bóng rồi, thì lúc đó Tôn sẽ giúp anh em với những cái mã kèo có tỷ lệ phần trăm chiến thắng cao. Rồi, video thì cũng đã quá dài rồi, điều cần chia sẻ thì Tôn cũng đã nói hết rồi. Cuối cùng thì Tôn cũng xin kính chúc cho toàn thể quý anh em chúng ta sẽ có được những cái nguồn đầu tư thuận lợi và mang về lợi nhuận lớn lao cho mình. Còn bây giờ thì Tôn xin kết thúc cái video này ở đây. Trước khi anh em rời khỏi màn hình, nếu như anh em cảm thấy những cái lời nói của Tôn nó đúng và anh em quý mến Tôn thì Tôn mong rằng anh em cũng đừng tiếc gì mà không dành tặng cho Tôn những cái lượt like ở video, cũng như là những cái lượt chia sẻ, và anh em có thể để lại bình luận ở bên dưới để chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau, chúng ta sẽ cùng rút ra được những cái bài học quan trọng và quý giá cho mình. Và những anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì anh em nhớ là ấn vào cái phần đăng ký kênh và anh em nhớ bật chuông thông báo lên để nhận được những cái video chất lượng nhất sau khi chúng tôi phát hành anh em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.